Chúng ta của 8 năm sau, Sếp Giang âm mưu hại Lâm khi biết Lâm chính là tình cũ năm xưa của Ái Phi. Lòng người đã đoán khó đoán, ân oán lại như quay về khi chính Sếp Giang lại là chồng cũ của chị gái Ái Phi, người mà năm xưa đã từng thề thốt cùng Lâm. Chờ chị bỏ chồng xong, chị em mình sẽ kết hôn. Và giờ đây cả hai lại chạm mặt khi Giang lại là sếp của Lâm. Sếp Giang đã âm mưu ra tay khi dồn Lâm vào thế khó, cho Lâm trực tiếp đối đầu với Lão Đại. Một mũi tên có thể trúng hai đích. Một là Lâm sẽ thay hắn trị Lão Đại cái gai trong mắt mà lâu nay Giang muốn nhổ không được. Hai là chính Lâm sẽ bị chịu tội, cũng như là việc có thể đường đường trả thù Lâm một cách hợp lý. Bởi chính Ái Phi năm xưa lại là người đã sắp xếp Lâm vào Giang Khánh. Và giờ đây, tuy đã ly hôn nhưng Ái Phi vẫn là cổ đông lớn, có quyền chi phối điều hành tại đây. Năm xưa, chính Ái Phi và Lâm đã vô tình chạm nhau tại bệnh viện, khi Lâm đã sẵn sàng hiến máu cứu chị, để rồi sau đó cả hai đã có thời gian bên nhau đầy thắm thiết. Lâm và Ái Phi đã có những hẹn thề. Ái Phi đã hứa hẹn sẽ quay về bỏ Giang và kết hôn với Lâm, nhưng để rồi thủ tục ly hôn rườm rà, Ái Phi đã trễ hẹn. Rồi khi ly hôn xong, quay lại thì Lâm đã có Dương. Và rồi, khi nhận thấy Dương là con gái ông Quảng, kẻ thù của gia đình đàng dưới, Ái Phi đã vui vẻ đồng ý tác hợp cho Lâm và Dương yêu nhau, bởi cô ả muốn mượn tay Lâm để trả thù ông Quảng. Khi cô tiết lộ bí mật 6 năm trước của ông Quảng cho Lâm đe dọa, nhưng rồi khi biến cố xảy ra, Lâm lại buộc phải nhận số tiền chuộc từ ông Quảng, thì chính Ái Phi cũng là người đã đặt vấn đề để cho Lâm đi Phú Quốc nhận việc. Cô muốn Lâm vẫn là người của mình. Sau khi xong công trình ở Phú Quốc, Lâm đã được điều về tổng, đó chính là công ty Giang Khánh, nơi mà Ái Phi đang nắm giữ cổ phần, tuy rằng đã ly hôn với Giang. Khi thấy Lâm về, Giang đã biết rằng chính Lâm là người yêu năm xưa của Ái Phi, đã khiến cho gia đình mình tan vỡ. Trong lòng Sếp Giang đầy căm tức, nhưng một gã chính chiến lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, Sếp Giang đã không thể hiện ra ngoài. Hơn nữa, công ty Giang Khánh này, Ái Phi vẫn là một cổ đông lớn, Sếp Giang không muốn đụng chạm. Tuy không ra mặt, nhưng Sếp Giang đã tìm cách đẩy Lâm vào thế khó. Hắn ta đã giao cho Lâm toàn quyền quyết định ở dự án đang có dấu hiệu sai phạm với lý do là mình bận. Thực ra, đó là âm mưu của Giang, bởi ở dự án đó có một khúc xương khó nhai, chính là Lão Đại. Hắn là em trai của Thành, một tay chính trị quyền lực máu mặt trong vùng. Lão Đại kia đã dựa hơi anh trai để vào rút ruột công trình này một cách trơ trẽn mà không ai dám lên tiếng. Giang biết Lâm là người ngay thẳng, chính trực nên hắn đã gắp lửa bỏ tay người. Một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể dùng Lâm dạy cho Lão Đại một bài học, vừa có thể loại Lâm ra khỏi công ty. Bởi hắn biết ai đụng chạm đến Lão Đại thì xem như là xong, bởi hắn là một tên côn đồ không chừa thủ đoạn. Liệu rằng Lâm sẽ phải gặp những nguy hiểm nào và ai sẽ ra tay giúp đỡ anh lúc này?